Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin ở Bà Trang Tình tuần từ ngày 20 đến 26 tháng 3, chương trình và những nội dung chính sau. Đây là nội dung chi tiết. Chiều 23 và cả ngày 24 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến về các nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm ký 2021-2026 cho ý kiến chủ trương các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở ngành địa phương liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm ký 2021-2026. Theo đó, kỳ họp dự kiến tổ chức vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, từ nửa ngày đến một ngày. Kỳ họp sẽ xem xét thảo luận quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh cũng trình bày dự kiến các nội dung chính, thành phần tham dự và công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tổ chức kỳ họp. Hội nghị cũng nghe đại diện Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến xem xét trình tại kỳ họp khoảng 45 tờ trình và dự thảo nghị quyết tổng thể trên các lĩnh vực. Báo cáo chủ trương đột phá, dám nghĩ, dám làm trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, khu, tái định cư và ban hành một số cơ chế biện pháp đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thu hồi đất để thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đại diện ban cán sự Đảng ủy, Ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn cũng đã báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến về việc đề xuất điều chỉnh phạm vi, quy mô, danh giới, tính chất, chức năng các phân khu thuộc khu du lịch quốc gia Tam Trúc, cho ý kiến về việc triển khai xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh, về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố phụ lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp 3 sao huyện kim bảng chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị phía nam trung tâm hành chính thị xã duy tiên chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị mới liên tiết tại xã liên tiết thành phố phủ lý chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở đô thị tại phường bạch thường yên bắc thị xã duy tiên khu nhà ở đô thị tại thị trấn tân thanh huyện thanh liêm chủ trương đầu tư cụm công nghiệp trác văn tại xã trác văn và xã chuyên ngoại thị xã duy tiên chủ trương về việc tiếp nhận bàn giao trường cao đẳng phát thanh truyền hình 1 từ Đài Tiếng Nói Việt Nam về tỉnh Hà Nam quản lý, chủ trương về việc khoanh đỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn, cho ý kiến về việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu Đại học Nam Cao và lập quy hoạch phân khu khu vực phía Đông Bắc, nút giao Phú Thứ thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên. Chấm dứt chủ trương nghiên cứu đối với dự án khu công nghiệp Đồng Văn Ba mở rộng giai đoạn 2 và khu đô thị dịch vụ tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, và chủ trương nghiên cứu đề xuất dự án khu đô thị nông nghiệp công nghệ cao, cho ý kiến đối với đề xuất của công ty cổ phần xi măng Vinsem Bút Sơn cải tạo san gạt tạo mặt bằng tại mỏ xét khả phong 1 và khả phong 2, thu hồi đá xét trong quá trình san gạt, cải tạo nhằm phục vụ sản xuất xi măng của nhà máy xi măng Bút Sơn cho ý kiến về việc mở rộng phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khu vực phía đông đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đến đô thị Thái Hà thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và huyện Lý Nhân. Chủ trương vị trí các khu tái định cư và di chuyển trụ sở cơ quan phục vụ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cho ý kiến về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 và chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở phía nam thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chủ động thực hiện các dự án của các doanh nghiệp, nhà tư vấn về các nội dung trình ban thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến. Đề nghị ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị và những lưu ý đã được nêu tại cuộc họp tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ thủ tục đảm bảo đầy đủ chặt chẽ trước khi trình ban chấp hành đảng bộ tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền cho chủ trương cho ý kiến của ban chấp hành đảng bộ tỉnh và trình các ban hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra trước khi trình hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định Sáng ngày 25 tháng 3, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh tổ chức quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13, đánh giá công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2022 và cho ý kiến cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, quán triệt triển khai nghị quyết số 06 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 10 về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị khóa 13. Về tình hình công tác quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, báo cáo do đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy trình bày tại hội nghị cũng đã nêu rõ, trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức, Song ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt kết quả quan trọng. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm công tác quý 2, các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, các nghị quyết chuyên đề, chương trình đề án trọng tâm của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy khóa 20. Chương trình kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả. Ban Thường vụ tỉnh ủy làm việc với ban thường vụ các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chương trình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: về quán triệt triển khai nghị quyết số 06 và nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị khóa 13, đề nghị ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, các huyện thành ủy Đảng ủy trực thuộc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động thực hiện từng nghị quyết của tỉnh ủy, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình chung của địa phương, đơn vị. Giao Ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia hoàn thiện ban hành chương trình hành động của tỉnh ủy để thực hiện hai nghị quyết. Về đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị phát huy kết quả đạt được khắc phục khó khăn với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao nhất, bám sát chương trình kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra, cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, về điều chỉnh chương trình công tác năm 2022, nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất bổ sung các nội dung công tác như đề xuất và chủ trương ban hành nghị quyết. Về các nội dung kinh tế xã hội, ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh trình ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho chủ trương cho ý kiến theo thẩm quyền. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí chủ trương đối với 21 trên 23 nội dung đề xuất của ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh theo các nhóm vấn đề. Nhất trí về kế hoạch sử dụng đất 5 năm Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam và chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030. Nhất trí về việc tiếp tục triển khai xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 cho chủ trương. Đối với cơ chế chính sách biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất tái định cư, phục vụ thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ban chấp hành thống nhất chủ trương giao Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với cơ chế chính sách đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án thu hồi đất trên địa bàn, Ban chấp hành thống nhất chủ trương về việc ban hành thí điểm cơ chế chính sách đặc thù trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến hết năm 2024 giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo Ban cán sự Đảng ủy Ban dân tỉnh triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chiều ngày 22 tháng 3, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng tỉnh Đoàn Hà Nam nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931. 26 tháng 3 năm 2022. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Thị Lúa, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, chúc mừng cán bộ và toàn thể đoàn viên thanh niên nhân ngày truyền thống của tuổi trẻ. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Bên cạnh đó, thông tin nhanh đến cán bộ chủ chốt của tỉnh đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2022 để công tác đoàn đạt nhiều thành quả hơn nữa trong thời gian tới đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh bám sát chủ trương định hướng phát triển của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm do trung ương đoàn triển khai để tổ chức các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên có trọng tâm trọng điểm chú trọng làm tốt công tác phát hiện xây dựng tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến các mô hình mới cách làm hay của đoàn viên thanh niên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, củng cố tổ chức đoàn thể để nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung điều kiện chỉ đạo đại hội đoàn các cấp và đại hội đoàn tỉnh lần thứ 15, nhiệm ký 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 3 tại trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Đoàn Hà Nam phối hợp với Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày thanh niên cùng hành động, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến dự ngày hội có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy và lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại ngày hội các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa cùng ôn lại truyền thống 91 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại đây, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 50 triệu đồng cho huyện Đoàn Thanh Liêm và trao tặng 5 thùng đựng rác thân thiện, chế phẩm ứng dụng phương pháp vi sinh bản địa IMO để xử lý môi trường trị giá 15 triệu đồng cho Đoàn xã Thanh Hương. Ban thường vụ đoàn trường trung học kinh tế quốc dân trao tặng công trình hàng cây thanh niên cho đoàn trường trung học phổ thông chuyên biên hòa trị giá 30 triệu đồng. Công ty chống hoàng gia, hội đồng đội tỉnh trao tặng 6 bộ chống đội cho hội đồng đội các huyện, thị xã, thành phố. Nhân dịp này, ban tổ chức ngày hội đã trao tặng 20 suất học bổng và 15 xe đạp với tổng trị giá 38 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trung học phổ thông chuyên biên hòa và các trường học trên địa bàn tỉnh ngày hội thanh niên cùng hành động cấp tỉnh còn diễn ra nhiều hoạt động trồng cây tại khuôn viên trường trung học phổ thông chuyên biên hòa trưng bày tranh về bảo vệ môi trường gian hàng đổi rác lấy cây xanh trưng bày gian hàng sách triển lãm gian hàng stem và gian hàng tái chế tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên biên hòa cuộc thi hùng biện tiếng anh tìm kiếm tài năng hoạt động thể thao và các trò chơi Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022 với các nội dung thiết thực, ý nghĩa. Sáng ngày 25 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình ba giảm bốn giữ và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự hội nghị có các lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh trong cụm thi đua số 4 Bộ Công an, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, huyện thị xã, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, cùng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Mục đích của tọa đàm là nhằm tìm ra những giải pháp mới khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả mô hình ba giảm bốn giữ cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sau tọa đàm, Công an tỉnh tổng hợp nghiên cứu sớm tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh ban hành những văn bản chỉ đạo đổi mới nội dung biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Tại tọa đàm, các đại biểu khách mời là tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm hay, đề xuất giải pháp hiệu quả như giải pháp trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai mô hình ba giảm bốn giữ giải pháp triển khai mô hình trong khu dân cư cơ quan doanh nghiệp trường học hộ gia đình sự tham gia của các tổ chức hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động hội viên nhân dân tham gia phong trào kinh nghiệm của cán bộ nòng cốt ở cơ sở trong xây dựng tình đoàn kết sự ủng hộ của nhân dân với các dự án giải phóng mặt bằng những khó khăn và kinh nghiệm của những cá nhân đã từng lầm lỗi được các ngành đoàn thể tổ dân phố quan tâm hỗ trợ cai nghiện thành công Nhân dịp này đã có 25 tập thể, 30 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 đã được Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Sáng ngày 23 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe cục thuế tỉnh báo cáo việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Đồng chí Nguyễn Anh Trức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở ban ngành và đại diện chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố. Theo kế hoạch, Bộ Tài chính quyết định triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian thực hiện từ tháng 4 năm 2022. Tại Hà Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Thời gian áp dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 sẽ triển khai đến 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Trực, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong thời gian ngắn phải hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh trên địa bàn đó là một công việc hết sức nặng nề để hỗ trợ doanh nghiệp người nộp thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử thuận lợi cục thuế tỉnh cần quan tâm đến công tác tuyên truyền hỗ trợ đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch với người nộp thuế và trong các hoạt động quản lý của đơn vị các cấp ủy đảng chính quyền chỉ đạo các ban ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với ngành thuế trong quá trình triển khai nhiệm vụ Sáng ngày 24 tháng 3 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc giải vật mùa xuân thường võ tỉnh Hà Nam lần thứ 25 năm 2022. Giải năm nay có sự tham gia của 75 vận động viên đến từ 6 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Giải thi đấu 3 nội dung: vật tự do nam, vật tự do nữ và vật dân tộc. Tại lễ khai mạc giải vật mùa xuân thượng võ tỉnh Hà Nam lần thứ 25, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn tổ chức lễ phát động tháng thể dục thể thao cho mọi người nhân ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Phát động tháng thể dục thể thao ngành văn hóa thể thao và du lịch mong góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân. Vì vậy mỗi người hãy cùng hưởng ứng tháng hoạt động thể dục thể thao và tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để luyện tập hàng ngày, nâng cao sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tình tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.